Thật không ngờ, tôi lại cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của chủ nhân dành cho một chú chó cọ ở nông thôn, đến mức nó cũng không dám tin rằng mình được quan tâm đến vậy. Của thật, khi sự hiểu chuyện gặp lòng tốt bụng, tôi thực sự thấy nó còn hạnh phúc hơn những chú chó cưng được nuông chiều. Nó tên là Phú Quý, là một chú chó thuần chủng. Dù lớn lên ở miền núi từ nhỏ, nhưng vì chưa bao giờ làm chuyện gì phá phách, nên chủ cũng ít khi giới hạn tự do của nó. Kết quả là với lòng trung thành, nó luôn ở cạnh chủ bất kể lúc nào. Dù là khi chủ chặt cùi, trồng rau hay bắt cá, chú chó thông minh, hiểu chuyện này chưa bao giờ vắng mặt. Cũng chính vì ngày ngày bên nhau như thế, mà chủ đã xem nó như một thành viên trong gia đình. Rồi một ngày, Phú Quý đột nhiên mắc bệnh, nôn mửa và tiêu chảy, thấy thuốc nam uống mấy ngày không đỡ, vì sợ chủ sẽ buồn, nó lặng lẽ trốn vào bụi cỏ, tự đào một cái hố cho mình, rồi yên lặng chờ đợi tử thần đến. Dù chủ gọi mãi, nó vẫn không động đậy. Cuối cùng, chủ phải chui vào bụi cỏ bế nó ra. Có lẽ Phú Quý cũng không thể ngờ, chủ yêu thương nó còn hơn nó tưởng. Khi đưa nó đi khám, trong nhà lại không có lồng, chủ quyết định đặt Phú Quý nặng hơn 10kg vào buổi điệu. Lúc đó là giữa mùa đông giá rét, sợ nó bị lạnh, chủ còn cẩn thận lót một chiếc áo lông cho nó bên trong gùi, đi qua núi, lội suối hơn 2km. Chủ đi bộ cả 5 dặm đường mới tìm được trạm y tế để chữa bệnh cho nó. May mắn là Phú Quý rất hợp tác. Sau khi tiêm và uống thuốc, tình trạng của nó nhanh chóng được kiểm soát. Chẳng bao lâu, nó đã bắt đầu chạy nhảy khắp núi đồi. Khi mọi người còn đang cảm động, thì cư dân mạng lại yêu cầu nhìn lại hố mà Phú Quý đã đào. Thế là cô chủ vì yêu thương người hâm mộ, không ngần ngại dẫn Phú Quý đến xem kiệt tác của nó. Cảm giác thật như hồi bé viết di chúc bị đọc to giữa đám đông. Kết quả là Phú Quý ngượng ngùng quay đầu bỏ chạy. Chắc lúc đó nó còn muốn gọi báo cảnh sát. Không thể phủ nhận, chủ nhân này đúng là người thân của Phú Quý, sẵn sàng làm mọi thứ để cứu nó, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cùng cư dân mạng. Cứu mạng tôi, làm mất mặt tôi. Cảm giác này trở nên sống động hơn bao giờ hết. Có vẻ như có những chú chó tuy còn sống, nhưng lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương. Các bạn thấy sao?